Hello mọi người, hôm nay chúng ta sẽ học về hiện tại ba nhé. Mình chia sẻ một câu chuyện hồi nãy mình có ghi âm về hiện tại ba rồi. Ai ngờ mình ghi âm, có tai nghe nó, mình không biết là tai nghe mình nói mà nó không có ghi âm được. Rồi mình nói mất bao nhiêu phút ta, có video đó của mình là 15 hay 17 phút đó. Trời, mình nói 17 phút mà không một cái tiếng ghi âm. Mà hiện lại mình sững sờ luôn. Bây giờ mình phải thay một chiếc tai nghe mới để ghi âm lại nè. Ok, thôi bỏ qua chuyện đó đi. Bây giờ chúng ta sẽ hỏi tiếp nào. Hiện tại 3, bây giờ chúng ta sẽ qua level 3 nhé. Mẹo 2 lặp lại thật to từng câu trong bài học. Đó, mẹo đây. She appears in the morning. She appears in the morning. Nói từ ấy với từ in lại là xin. She appears in the morning. She appears in the morning. Đúng không? She appears in the morning. She appears in the morning. Nghĩa là cô ấy. Để mình mở nhỏ volume. Đặt sao ta, âm thanh gọi là sao ta? Volume. Nhỏ mà. Anh ấy xuất hiện. Cô ấy xuất hiện vào buổi sáng. Mình hay bị ngu ngơ. Tại cái video hồi nãy mình ghi âm mà không có tiếng. Họ sản xuất cà phê sẽ làm they produce the coffee. They produce the coffee. Mình không biết từ produce nó có sao làm sao không nè. They produce the coffee. The man signs his book. Man signs his book. The man, mình nghĩ là từ đây là từ ký sign. The man signs his book. The man signs his book, đúng không? Đúng rồi. The man signs his book. The man signs his book, nghĩa là người đàn ông. Ký quyển sách của anh ấy. Ký lên chứ, ký gì đây? Ký lên à? Ok. Anh ấy, ký tên của anh ấy sẽ là He signs his name. He signs his name. Okay. They produce coffee. Yeah, they produce coffee. They produce coffee. Produce. Tại vì cái từ produce nó thật sự cách đọc mình vẫn chưa biết nên đọc một cách hoàn chỉnh như thế nào. Bình thường mình đọc là như professor, ví dụ chuyên giáo sư professor, chuyên gia professional, nhưng không phải. Mình đọc là sao? Produce. They produce coffee. Produce hay là produce? They produce coffee. They produce coffee. They produce coffee có nghĩa là họ sản xuất cà phê. Tôi sấy khô quần áo của mình. Có từ sấy khô thì mình không biết, nhưng mà từ làm khô là từ dry. Yeah, I dry my clothes. Không biết có đúng hay không. I dry my clothes. I mix the whole thing. The whole thing là gì? I mix the whole thing. À, cái từ đây mix không phải là nhớ, mà I mix the whole thing có nghĩa là tôi chọn toàn bộ mọi thứ, tôi chọn toàn bộ mọi thứ lại với nhau. Tại vì whole country là toàn bộ đất nước. I mix the whole thing. How đây là toàn bộ. I mix the whole thing. Để mình bật loa cái gì volume lên một chút. Turn up the volume. I mix the whole thing. I mix the whole thing có nghĩa là tao chọn toàn bộ những mọi thứ lại. Nhưng mà the whole thing là toàn bộ mọi thứ à, như toàn bộ thứ lại. Tôi chọn
Mình chưa gay, xin lỗi là mình chưa gay luôn á nhé. Cô ta xuất hiện vào buổi sáng sẽ là she appears in the morning. She appears in the morning. She appears in the morning. I mix it with milk and an egg. I mix it with milk and an egg. An egg, mà cái gì milk? Trước milk là gì? I mix it with milk and an egg. I mix it with. I mix it with milk and an egg. I mix it with milk and an egg. Gì ta? I mix it with milk and an egg. 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 Đúng không? I mix it with milk and an egg. I mix it with milk. I mix it with milk and an egg. Đúng không ta? I mix it with milk and an egg. Nghĩa là tao trộn sữa và một tao trộn nó với sữa và một quả trứng. Tao trộn nó với sữa và một quả trứng. Trộn nó là mix it. I mix it with milk and an egg. Ok. Các chị của tôi lau khô những cái đĩa sẽ làm. My sister dry the plates. Đúng không ta? My sister. Những bà chị phải là egg nữa. Dry the plates. Okay. They reserve one night. Right, reserve one night. Họ đặt trước một đêm, mình nghĩ là vậy. Có thể reserve, reserve hay reserve ta? Reserve là đặt trước mà phải không? They reserve one night. Để mình tra thử. Reserve, không, mình nghĩ reserve là đặt trước. Tại vì mình nhớ từ nào mình có ghi, nhưng mà không biết ghi. Đúng rồi, reserve, reserve chứ không phải là reserve, reserve. Đặt trước, đặt reserve. They reserve one night. Right, reserve one night. They reserve one night. Night, gì? Nhớ cái máy vậy? Reserve. They reserve one night. Right, gì là they reserve? They reserve one night. Có nghĩa là họ đặt trước một đêm. Ok. Tao chọn tất cả mọi thứ sẽ là. Hồi nãy nó có một câu đấy. I miss the whole thing. I miss the whole thing. Tao chọn tất cả mọi thứ. I miss the whole thing. They dry the floor. Hả? They dry the floor. Họ làm gì? Họ làm khô cái sàn nhà. Floor là cái sàn á. They dry the floor. They dry the floor. They dry the floor. They dry the floor. Có nghĩa là họ. Họ lau khô cái sàn nhà. Họ lau khô sàn nhà. Trời ơi. Tao rót đài sữa vào cái chai. Trời, cái từ gì vậy trời? Full milk in the bottle. Rót đài là sao trời? Rót là từ nào? Rót là từ nào trời? Tao rót đài sữa vào cái chai. Là tao đổ hả? Mình cũng không biết từ rót là từ nào luôn á trời. Thôi bỏ đi. I rốt. Rốt là gì trời? I get full milk in the bottle. I fill the bottle with milk. Fill, từ fill quen lắm.
Rốt đổ lóc, trời ơi, ngay trước mặt mình rốt đổ lóc. I fill the bottle with milk. Tôi đổ cái chai với sữa. Hơi hoang mang. Ok, lại nào. Mình đã biết trước là mình sẽ không quên nhân gạo một lần mà. They produce bread. Yeah, they produce. Gì? Từ từ. They produce bread. À, bánh mì. They produce bread. They produce bread. Họ sản xuất bánh mì. Yeah, they produce bread. Yeah, they produce bread. Mình tưởng họ sản xuất đỏ, họ sản xuất màu đỏ. Là cái gì? Anh ấy, cái tên của anh ấy sẽ là he says his name. He says his name. He says his name. He signs the paper. He signs the paper. Anh ấy ký giấy lên giấy à? He signs the paper. Anh ấy ký lên giấy. Họ làm ra bánh mì sẽ là làm ra là sản xuất á hả? Đúng không? Yeah, they produce bread. They produce bread. Làm ra sản xuất, làm ra có nghĩa là sản xuất đấy. He signs his name. He signs his name. Có nghĩa là anh ai ký tên của anh ai. Cô ta xuất hiện vào buổi sáng sẽ là she appears in the morning. She appears in the morning. He appears on the screen. Huh? He appears on the screen. He appears on the screen. He appears on the screen. Screen. He appears on the screen. He appears on the screen. He appears on the screen. 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 He appears on the screen. Đúng không? Tại vì mình nghe chữ he nó cũng không có rõ cho lắm. He appears on the screen. He appears on the screen. Có nghĩa là anh ấy xuất hiện trên màn hình. I predict. He is famous. Ok. Tôi chọn nó với sữa và một cái trứng sẽ là I mix it with milk and an egg. I mix this with milk and an egg. Đúng không ta? Ok. I mix the whole thing. I mix the whole thing. I mix the whole thing. Có nghĩa là tôi chọn tất tất cả mọi thứ. Okay. Họ lau khô sàn nhà sẽ làm. Hồi nãy giờ mình có từ cái dùng nữa. Yeah, they decorate the floor. They decorate the floor. Nghĩa là they decorate the floor. Please reserve your place as soon as possible. Possible là có thể. Please. Please reserve your place as soon as possible. Possible, please, cái gì ta? Please reserve your place as soon as possible. Please reserve your place as soon as possible. Mình không nghe được luôn quá trời. Please reserve your place as soon as possible. Place. Lena, please reserve place. Please reserve your place as soon as possible.
Please reserve your place as soon as possible. Please reserve your place. Please reserve your place as soon as possible. Please reserve your place as soon as possible. Thật sự mình không nghe được từ as soon as, mình nói thiệt là as soon as mình không nghe được á. Please reserve. Please reserve your place as soon as possible. Please reserve your place as soon as possible. Please reserve your place as soon as possible. As soon as. Please reserve your place. Please reserve your place as soon as possible. As soon as possible. Thật sự mình as soon as mình không được. As soon as possible có nghĩa là ngay khi có thể. Please reserve your place as soon as possible. Please reserve your place as soon as possible. Có nghĩa là vui lòng đặt trước. Đặt trước nơi của bạn, nơi ở của bạn. Ngay khi có thể. Vui là xin vui lòng để chỗ của bạn càng sớm càng tốt. Wow. As early as possible mới là càng sớm càng tốt chứ ta. As soon as possible cũng là ngay khi có thể chứ. Càng sớm càng tốt. As soon as possible. Tại vì hôm qua mình có học được một cái đó là trường hợp và có duyên nhân á. Cái gì? Được yêu. Ước tu là gì ta? Nói chung là càng sớm càng tốt. School and business are up to close as early as possible this afternoon. Không ngờ as soon as possible cũng là càng sớm càng tốt. Thì mình ghi lại mới được. Nên là càng sớm càng tốt. Chúng tôi đổ đầy những cái túi của mình. Đổ đầy là fill, phải không? We fill your bags. Đúng ta. Giống như nãy là chúng tôi đổ đầy sữa. We fill your bags. Cái này dễ làm là lần thứ ba quá trời. We fill my bags. Không, chúng tôi đổ đầy những cái túi của mình sẽ là chúng tôi đổ đầy những cái túi của tôi, mai phải là túi của họ sẽ là they. Best. Our best. Mình check nha. They dry the floor. And yeah, they dry the floor. They dry the floor có nghĩa là họ lau khô sàn nhà. Đây là của tay mà sao mình trao vải rồi. Đặt một bàn cho buổi chiều. Reserve table in the afternoon. Reserve a table in the afternoon. Noon. For the afternoon. Mình phải thử lại lần ba rồi. Mọi người cố lại, chúng ta cùng cố lại. Bạn chỉ có thể mới tối đa ba lần. Từ từ. Bạn nó kia ghi là bạn chỉ có thể mới tối đa ba lỗi sai, nhưng sai. Mắc hai lỗi sai thôi, tại vì lỗi thứ ba là mình đã bị loại rồi mà. Nghĩa là bạn chỉ có thể mắc tối đa hai, bạn có thể mắc tối đa hai lỗi sai thôi, tại vì tới lỗi thứ ba là chúng ta goodbye rồi. See you beers in the morning có nghĩa là còn ai xuất hiện vào buổi sáng. Họ sản xuất cà phê sẽ là yeah, they produce coffee. Ôi, tôi đài luôn quá. Làm lại nha mọi người. Sao cậu ngu ngốc quá. Bình tĩnh, bình tĩnh. Calm down, calm down. They produce bread. Yeah, they produce bread. Có nghĩa là họ sản xuất bánh mì, họ làm ra bánh mì đi.
anh ấy ký tên của anh ấy sẽ là his name. He signs his name. He signs the paper. He signs the paper. Sẽ là anh ấy ký lên tờ giấy. Cái gì? Mẹ mèo nhà mình đấy. Họ làm ra bánh mì sẽ là they produce bread. They produce bread. The man signs his book. The man signs his book. The man signs his book. Có nghĩa là người đàn ông ký lên cuốn sách của anh ấy. Anh ta hiện ra trên màn hình sẽ là he appears on the screen. He appears on the screen. I mix the whole thing. I mix the whole thing có nghĩa là tôi trộn tất cả mọi thứ. Họ lau khô sàn nhà sẽ là they drag the floor. They drag the floor. He appears on the screen. He appears on the screen. He appears on the screen có nghĩa là anh ấy xuất hiện trên màn hình. Tôi rót đầy dầu vào chai. I feel the bottle with oil. I feel the bottle with oil. Mình phải ghi câu này lại nè. Các mình có thể thay từ oil bằng nhiều từ khác nhau. I feel the bottle with oil. Sẽ là tôi rót đầy dầu vào chai. Vào chai. Cái từ oil nè có thể thay thế như từ sữa vậy. Ok. Reserve a table for the afternoon. Reserve a table. Tại vì nó nói từ vào từ vi của reserve. Reserve a table for the afternoon sẽ là gì? Đặt một bàn cho buổi chiều. Tao chọn tất cả mọi thứ sẽ làm I miss the whole thing. I miss the whole thing. Okay. They reserve one night. Người ta reserve one night có nghĩa là họ đặt trước một đêm. Tôi rót đầy sữa vào chai giống như là tôi rót đầy dầu vào chai. Vậy sẽ là I fill the bottle with. Thay vì oil nó sẽ là thành milk. I fill the bottle with milk. I chưa ghi trời. Tôi nói trước là tôi chưa ghi. They dry the floor. Giờ ta dry the floor. Có nghĩa là họ không đập là dry, họ đập là dry. Giờ ta dry the floor. Có nghĩa là họ lau khô sàn nhà. Xin vui lòng để chỗ của bạn càng sớm càng đó sẽ là please reserve your place. Chỗ của bạn là your place. As soon as possible. Please reserve your place.
as soon as possible. Okay. I fill the bottle with milk. I fill the bottle with milk. I fill the bottle with milk. Nói với một giọng đầy tự hào. Tôi đổ đầy sữa vào chai. Đúng không? Tao rót đầy. Tao rót hay là tao rót đi? Tao rót đầy sữa vào chai. Tao rót đầy sữa vào chai sẽ là I fill the bottle with milk. I fill the bottle with milk. I fill the bottle with milk. Ok, hôm nay chúng ta đã hoàn thành một bài học cực kỳ xuất sắc. Hãy tự tuyên dương cho bản thân mình bằng việc làm một cái việc gì đó mình thích đi nào, có thể ăn hay là làm một, hay là làm một việc gì mình thích. Tại vì để qua được cái level này, chúng ta đã rất khổ khi mà đi đến cuối được cái video này. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Bye bye mọi người.